Xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, hôm nay 11 tháng 2 là ngày 23 tháng Chạp và chỉ còn một tuần nữa là đến Tết Nguyên đán Ất Mùi. Thời tiết miền Bắc, trong đó có thủ đô Hà Nội, đã có những chuyển biến khi trời nhiều mây và có mưa nhỏ trên diện rộng, phần nào ảnh hưởng đến các hoạt động mua sắm Tết cũng như là làm lễ cúng ông Công ông Táo. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, thì tình trạng mưa nhỏ vẫn còn diễn ra trong đêm nay và ngày mai, khi mà khối không khí lạnh có cường độ yếu và lệch đông vẫn hoạt động với đới gió đông nam mang nhiều hơi ẩm từ biển thổi vào đất liền. Độ ẩm ở các tỉnh phía đông của dãy Hoàng Liên Sơn tiếp tục duy trì ở mức cao. Thời điểm độ ẩm cao nhất vẫn là đêm và sáng, nhiều nơi ở mức là trên 90%, thậm chí là có nơi còn đạt mức bão hòa, có nghĩa là 100%. Trời tiếp tục rét, nhiệt độ thấp nhất đêm nay được dự báo sẽ dao động trong khoảng 14 đến 16 độ ở vùng đồng bằng và trung du. Riêng tại khu vực vùng núi thì nhiệt độ thấp hơn khoảng 2 đến 3 độ. Ban ngày do trời còn nhiều mây nên mức nhiệt độ sẽ tăng không nhiều, hầu hết các nơi đều ở dưới ngưỡng 20 độ. Tiết trời khá mướt vào đêm và sáng sẽ gây ảnh hưởng xấu đến các hoạt động giao thông trong thời điểm gần Tết. Tuy nhiên lại rất thích hợp cho việc xuống đồng, chuẩn bị canh tác vụ đông xuân của bà con nông dân các tỉnh đồng bằng và trung du Bắc Bộ. Và đợt độ ải tiếp theo sẽ bắt đầu từ ngày 13 đến ngày 17 tháng 2, nên bà con cần chủ động sẵn sàng lấy nước cho việc gieo cấy trong những ngày sau Tết. Trong khi các tỉnh miền Bắc đang khá ẩm ướt, thì tại khu vực ven biển Trung Bộ, trời lại tạnh ráo dần. Dọc theo các tỉnh khu vực từ Thanh Hóa trở vào cho đến khu vực Nghệ An, Hà Tĩnh, trời còn rét trong đêm nay và ngày mai với mức nhiệt trong khoảng 16 đến 20 độ và trời có sương mù vào buổi sáng nhưng không ẩm ướt nhiều như khu vực Bắc Bộ. Còn tại các tỉnh khu vực Quảng Bình, Quảng Trị, Bình Định trở vào cho đến khu vực Phú Yên, trời nhiều mây, độ ẩm không khí vào đêm và sáng cũng ở mức cao, nhưng mà mưa nhỏ chỉ xuất hiện ở một vài nơi và trời se lạnh về đêm và sáng. Còn ban ngày, nhiệt độ từ 23 đến 25 độ. Cùng khu vực miền Trung, nhưng mà các tỉnh khu vực từ Khánh Hòa trở vào cho đến khu vực Bình Thuận mang kiểu thời tiết hoàn toàn khác biệt. Tại đây trời hầu như là không có mưa, ban ngày trời nắng và nhiệt độ lên đến sấp xỉ 30 độ vào thời điểm giữa trưa, nên khô hạn và thiếu nước vẫn diễn ra khá là căng thẳng ở khu vực này. Với khu vực Tây Nguyên thì do đặc điểm địa hình nên ở đây trời tiếp tục rét về đêm và sáng với nhiệt độ chỉ trong khoảng 14 đến 17 độ. Còn ban ngày do nắng lên sớm và kéo dài đến chiều muộn nên nhiệt độ vào thời điểm giữa trưa và đầu giờ chiều nâng lên mức 27 đến 29 độ. Các tỉnh khu vực Nam Bộ trời ít mây nên nhiệt độ về đêm còn ở mức thấp, trời se lạnh. Song sang ngày mai thì dưới cái nắng phương Nam, nhiệt độ lại nhanh chóng tăng lên mức trên 30 độ. Cùng với đó là độ ẩm khá thấp nên cảm giác tương đối khô và nóng vào một vài buổi trưa và đầu giờ chiều. Chuyển sang thông tin thời tiết biển. Thưa quý vị, dự báo trong đêm nay và ngày mai bao trùm khu vực Biển Đông vẫn là đới gió đông bắc đến đông với cường độ trong khoảng cấp 5 nên không gây ra biển động. Thời tiết tiếp tục ủng hộ cho hoạt động lưu thông trên biển cũng như là việc đánh bắt hải sản của bà con ngư dân trong những ngày gần Tết. Như vậy là các tỉnh miền Bắc trời nhiều mây và có mưa nhỏ rải rác, trong khi khu vực miền Trung ít mưa nên nhiệt độ tăng chậm. Còn tại khu vực Nam Bộ và Tây Nguyên, thời tiết ít biến động, tiếp tục không mưa, ngày nắng và khô. Đến đây bản tin thời tiết tổng hợp ngày 11 tháng 2 của chúng tôi xin được khép lại. Xin kính chào, tạm biệt và chúc quý vị có một buổi tối ấm áp bên gia đình và người thân.